Những hình ảnh vừa rồi mà quý vị xem ở trên TV của chúng ta rất là hấp dẫn đúng không chị Hương? Công nhận và luôn. Phải nói là nồi chiên không dầu chính là một cái cụm từ cũng như cái sản phẩm rất quen thuộc đối với giới nội trợ Việt Nam của mình. Nhưng Hương tin chắc rằng tất cả các gia đình nội trợ Việt Nam á thì nhà ai cũng sở hữu một chiếc nồi chiên không dầu cả. Bởi vì sao? Tính năng tiện lợi nè, nhanh chóng để mình có thể thực hiện món ăn. Nói chung á, nhà chúng ta kiểu gì cũng phải có một chiếc nồi chiên không dầu. Chính xác ạ. Thế hệ cũ á cũng tốt và cũng rất đẹp đúng không ạ? Của Too Good quá là sang luôn về mặt thiết kế. Có điều nó hơi nhỏ hơn so với cái nhu cầu sử dụng hiện tại của các gia đình mà nhiều thế hệ bây giờ, hoặc là để phục vụ cho những cái bữa tiệc nướng. Quý vị có thể nhìn thấy là cùng là Too Good nhưng thế hệ cũ và thế hệ mới nó đã có sự khác biệt rõ rệt, cải tiến nhiều hơn cả về mình tạm gọi là vóc dáng, cao hơn này, đẹp hơn này, lộng lẫy hơn này, và đặc biệt là có cái bảng điều khiển bằng tiếng Việt để chúng ta có thể là dễ dàng điều chỉnh, dễ dàng tìm các cái chế độ phù hợp. Và có cái gì nữa ạ? Có cả kính trong suốt từ bên ngoài để mình có thể nhìn rõ thực phẩm ở bên trong. Và còn rất nhiều những lợi ích khác nếu như mình nâng cấp lên cái phiên bản này. Cũng là một chiếc nồi chiên không dầu của Too Good. Bây giờ nhá, các cô chú anh chị thử nhìn này. Linh Hương và Thiên Ân sẽ cùng làm một món. Cùng làm một món đều là gì ạ? Hàu nướng mỡ hành. Tuy nhiên nó sẽ có sự khác biệt, và sự khác biệt ở đâu? Chúng ta sẽ cùng xem. Mời Thiên Ân nào. Dạ rồi, thì đây sẽ là cái cách nè. Đây mọi người ơi, mình cũng sẽ mở ra cái lồng nồi như thế này ha. Nhưng mà bởi vì cái lồng nồi này là nhà Thiên Ân đang sử dụng thì mình sẽ có cái lớp phủ chống dính. Nhưng một thời gian mình dùng rồi, quý vị cũng thấy là cái lồng nồi á nó sẽ bị trầy đi cái lớp này. Dạ rồi, tiếp theo thì mình sẽ bỏ hàu vào nha. Rồi đó, nhà thực ra mình... thế hệ cũ á thì cái lồng nồi như thế này cũng đã là to rồi đấy ạ. Cũng đã là rộng rồi, và với một vài gia đình thì nó cũng sẽ là phù hợp với nhu cầu sử dụng rồi ạ. Nhưng mà các cô chú cùng đếm nhé. Cùng đếm với cả Linh Hương và Thiên Ân xem là bao nhiêu con hàu đây ạ. 1, 2, 3, 4, 5 rồi. Bây giờ em chuẩn bị 7 con hàu. Tại vì nhà em là tới 7 thành viên. Mà em xếp không khéo là chị đang lo là không được 7 con đâu này. Bây giờ đây, cố gắng. Rồi, cố gắng ha quý vị ha. Rồi, thực ra cố thì cũng được. Dạ. Miễn là cái món này mình nướng ấy thì mình không được chồng các cái vỏ hàu lên nhau thôi. Dạ. Đó, sau đấy mình vặn hai cái nút cơ lên, được chưa ạ? Thì mình cũng có thể nướng được hàu. Nhưng bây giờ nếu Linh Hương có cái mẫu mã mới nâng cấp phiên bản mà cực kỳ hiện đại này của Too Good thì Hương sẽ nướng được gấp đôi cái số lượng của Thiên Ân cùng trong một thời điểm. Mà cái này nó chính là một trong những cái vỉ đi kèm luôn với bộ sản phẩm đây ạ. Nó đi kèm luôn ạ. Hương đã xếp được bao nhiêu đây? 10 con. Bây giờ mình sẽ cho vào cái tầng đầu tiên ạ. Đấy, hay hơn Thiên Ân ở chỗ là gì? Hai tầng luôn nha em ơi. Chị nướng được cùng một lúc là hai tầng luôn. Đó, tiếp tục ạ.
cái vỉ nướng này nữa cũng là đi kèm luôn với cả cái nồi chiên không dầu này của chúng ta. Mình đang sử dụng chức năng đầu tiên là chức năng nướng. 10 con tiếp theo. Đó, bây giờ mình sẽ cho vào này. Cũng rất phải khéo léo tại vì như thế này ạ. Đây là đang muốn chứng minh cho cái sự là làm một lần mà được nhiều nha. Làm một lần mà được nhiều ạ. Đó, nhiều ơi là nhiều luôn này. Rồi, sau đấy thì làm sao? Mình sẽ đóng vào. Và mình quan sát được ở bên trong. Rồi mình sẽ điều chỉnh các cái nút nhiệt độ phù hợp đây. Đầu tiên phải khoe ngay với các cô chú anh chị là đây chính là cái bảng điều khiển điện tử. Nhưng mà bằng tiếng Việt. Mình ấn này, mình bật lên. Nó sẽ lên cái đèn như thế này ạ. Sau đấy mình sẽ ấn chế độ tùy chỉnh. Đấy, muốn chỉnh chế độ gì thì mình vặn. Đó, đèn nó sẽ đỏ theo từng chế độ. Tiếp tục đấy. Ở đây thì em thấy là gợi ý tới 16 đó, món đúng thôi. Đấy, bây giờ ví dụ như là mình làm nướng đi ha. Mình sẽ chọn một cái chế độ nướng. Ví dụ là thịt xiên nướng chẳng hạn. Hưng lấy ví dụ là như thế. Đây, thì nó sẽ hiển thị nhiệt độ phù hợp. Và bắt đầu mình sẽ chọn xem là cái nhiệt trên, nhiệt dưới, hay là muốn quay hay là muốn như thế nào. Thì mình chọn ở bên này ạ. Ví dụ mình ấn là ở đây là mình không cần quay nha. Thì mình có thể dùng nguồn nhiệt cả hai bên trên dưới. Thì mình tắt cái quay này đi ạ. À, nếu các cô chú muốn là nhìn rõ hơn nữa thì mình sẽ ấn cái chế độ chiếu sáng để mình nhìn đèn ở bên trong như thế này. Đây chính là cái ưu điểm của chiếc nồi này. Và bây giờ mình sẽ cho cái nồi chiên không dầu này sẽ tự hoạt động và sau đấy mình có thể làm mọi việc khác. Mình cùng so sánh nhá, xem thế hệ cũ thế hệ mới có gì đặc biệt ạ. Đầu tiên á, để mà nói thì quý vị cũng thấy được đó là về dung tích ha. Về dung tích của sản phẩm thì chúng ta có thể chế biến được nhiều món ăn hơn cùng một lúc luôn. Đúng rồi. Chưa nói cái này là mới chỉ một món. Nếu như nhà này sáng tạo thì mình có thể làm hai món cùng lúc. Cả nhà cùng ăn mà không cần phải chờ đợi lâu đúng không ạ? Đúng rồi. Còn bây giờ giống như là nhà Thiên Ngân đi 7 người mà bây giờ mỗi lần mình nướng như vậy nè là phải chờ mà chờ nhiêu chờ 10 phút chính đó xác. Cứ ăn xong rồi chờ thì cái bữa ăn của mình nó không có còn vui nhiều nữa. Đây, với cái nồi chiên thế hệ mới của Too Good đó quý vị, thì chúng ta có thể làm một lúc nhiều món và số lượng cũng nhiều luôn. Nên là những cái buổi họp mặt cuối tuần giờ đây ha, mình có thể sẵn sàng vào bếp làm các món ăn tiện lợi, thơm ngon hơn mà không có tốn quá nhiều thời gian. Đó là những cái điểm mà em thấy phân biệt rõ ràng nhất. Đúng. So sánh khi mà thế hệ cũ và thế hệ mới đây chính xác. Đầu tiên là mình sẽ có cái mặt kính trong suốt để quan sát thực phẩm. Thứ hai là mình sẽ nướng được nhiều thực phẩm chiên quay thoải mái được với cái số lượng nhiều hơn so với thế hệ cũ. Tại vì mình có thể làm được cả tầng trên và tầng dưới thay vì chỉ có duy nhất một tầng trong cái lòng nồi này như là ở thế hệ cũ. Và điều quan trọng mà có lẽ đối với các chị em phụ nữ ở thời điểm này là quan trọng nhất đó chính là gì ạ? Đó chính là trước đây ở thế hệ cũ ấy, thì cái lòng nồi là gì? Là chúng ta thấy là sơn chống dính. Một thời gian khoảng 3 năm đi, mình dùng là lâu lâu rồi đấy và mình sẽ thấy nó chóc chảy ra. Còn toàn bộ phụ kiện bao gồm cả bên trong cái lòng nồi chiên không dầu này đều là bằng inox mà inox an toàn được đạt tiêu chuẩn trong các cái ngành sản xuất thực phẩm và đựng thực phẩm á quý vị. Dạ, thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ? Khi mà mình có một cái bộ sản phẩm an toàn như thế thì tại sao mình không nâng cấp lên để chúng ta có cơ hội là gì ạ? Ăn ngon, ăn khỏe và tiết kiệm thời gian. Đây, ở bên này á thì Linh Hương và Thiên Ân cũng đã bày ra một vài các cái món cơ bản để chúng ta có thể làm với chiếc nồi chiên không dùng dầu của Too Good. Khi mình chọn chế độ quay và mình ấn xong thì con gà ở bên trong sẽ được quay như thế này. Cái xiên quay này là đi kèm với chiếc nồi chiên này của chúng ta luôn đấy các cô chú ạ. Mình không cần phải mua thêm ở bên ngoài. Và mình còn có thể bật được cái chế độ là gì ạ? Sáng đèn để mình luôn luôn quan sát thực phẩm ở bên trong. Ngoài cái lợi thế là cái mặt kính trong suốt này, mình còn bật được thêm đèn trong quá trình là mình làm chín thực phẩm nữa. Nếu mình thấy con gà này màu đã đủ đẹp rồi, hoặc là ai mà thích ăn xém xém một chút nữa cho thơm thì mình có thể để nhiệt độ cao lên. Nhưng Linh Hương thấy thế này vừa rồi thì dạ, mình tắt đi ạ. Đó, khi mình tắt như vậy thì đèn sẽ ngắt luôn đó. Và bây giờ sẽ mở ra cho các cô chú xem nhá. Thực ra cái việc mà mình quay hay là mình chiên nướng một con gà như thế này này, bình thường á, nếu như cái nồi chiên thế hệ cũ thì con gà nó sẽ bé hơn và thậm chí là mình sẽ phải lật. Còn bây giờ ạ, chúng ta sẽ thấy là mình không cần phải lật nữa mà mình sẽ để nguyên như thế này và cho nó quay thôi. Đây, để Hương sẽ lấy ra nha. Wow, gà chín đều là vì sao ạ? Vì có nhiệt trên dưới này. Đó, và chúng ta thấy đây, Hương sẽ nhấc con gà ra nha. Nhấc ra cho các cô chú nhìn. Wow,
Ui chui chui ngon không ạ? À? Quá là ngon luôn. Đó. Khi mà mình đã có một con gà ngon như thế này rồi mà lại có cả cái xiên quay đi kèm với chiếc nồi chiên không dầu 14,5 lít của Chư Cút thế hệ mới bảng nâng cấp cực kỳ hiện đại thì con gà của chúng ta trông nó sẽ ngon như thế này đấy ạ. Không chỉ là nướng, không chỉ là chiên không nguyên dầu mà còn có thể là quay như thế này nữa. Vì sao ạ? Thực phẩm nó chín đều, nó ngon hơn. Quý vị thử nghĩ đi, nếu như ở thế hệ cũ mình cho gà vô á, đôi khi chị Hương biết không, là cái phần da gà nó bị dính ở dưới cái phần lòng nồi, nó không có còn ngon mắt. Khi mà chúng ta có cái sở hữu về nồi chiên không dầu thế hệ mới và có những cái phụ kiện cũng như chức năng như thế này. Rồi bây giờ ha, ở đây thì như quý vị thấy là Thiên Ngân đang bấm chiếu sáng để quý vị nhìn rõ được cái thực phẩm bên trong đây nè. Đó, quý vị thấy gì không nào? Ngoài cái xiên quay thì mình còn được tặng thêm cái lòng quay, là chúng ta sẽ có cái món khoai tây chiên hoặc là khoai lang chiên chẳng hạn, mà mình không cần phải sử dụng quá nhiều dầu mỡ hay là canh trở nhiều lần. Nếu như bình thường ha, với nồi chiên không dầu mình làm những cái món như là khoai tây chiên nè quý vị, đó thì rất là đơn giản rồi. Nhưng mà có một cái, một số những thế hệ cũ mình phải mở ra mình canh trở, nếu không thì khoai tây á nó sẽ không có được vàng đều, chỗ thì chín chỗ thì bị cháy đó. Còn đối với cái thế hệ mới của mình thì những cái món như là khoai chiên nè hay là đậu lạc á thì chúng ta có thêm những cái phụ kiện là cái lòng xoay 360 độ của mình để giúp cho thực phẩm bên trong nó chín đều hơn và ngon hơn nữa. Rồi các cô chú anh chị thấy nè, cái phần cửa kính này nè. Đó. Có nghĩa là sao ạ? Nó không sập ngay xuống mà mình mở cái cửa ra. Điều này rất an toàn anh ha. Dạ. Và đặc biệt nữa, không chỉ là an toàn cho cái phần tay của mình mà còn an toàn đối với cả cái phần mặt kính. Nếu như bình thường không có cái phần trợ lực này nè quý vị thì cái kính rơi nó sẽ rơi xuống dễ bị vỡ ha. Rồi đây quý vị nhìn giúp Thiên Ngân nè. Nè. Rồi khi mà mình đóng lên nè thì rất là nhẹ nhàng luôn. Và bây giờ thì chắc là Thiên Ngân phải có một cái số thông tin mà muốn nói với quý vị để quý vị sở hữu ngay chiếc nồi chiên không dầu thế hệ mới của thương hiệu Too Good. Đó là gì ạ? Là chúng ta sẽ được giao hàng miễn phí toàn quốc. Thêm vào đó thì quý vị sẽ còn được bảo hành lên đến 12 tháng. Mà cái bảo hành này hay ở cái chỗ quý vị biết sao không ạ? Bình thường á, nếu như những thương hiệu khác thì mình phải gửi cái sản phẩm đó về trung tâm bảo hành. Còn thương hiệu Too Good của chúng ta là có mặt tại toàn tỉnh thành ở Việt Nam của mình luôn, nên là sẽ có nhân viên đến trực tiếp tại nhà họ xem cái sản phẩm của mình. Nếu như có thể sửa ngay tại nhà luôn ha, điều chỉnh được thì họ điều chỉnh luôn, còn không thì họ sẽ mang cái sản phẩm về trung tâm bảo hành. Nghĩa là mọi việc đã có Too Good lo. Và làm sao đây ạ? Nếu như trong vòng 7 ngày mình có lỗi kỹ thuật thì lại còn được một đổi một nữa. Rồi các cô chú anh chị nhìn giúp Thiên Ngân ở đây nha, sao mà nhiều quá vậy ta? Dạ bây giờ mình đếm thử nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5, 6, 7, chưa hết nha, 8 và 9 món phụ kiện được kèm theo nếu như ngày hôm nay các cô chú anh chị mình gọi ngay đến số hotline của VTV Hyundai và sở hữu chiếc nồi chiên không dầu thế hệ mới của thương hiệu Too Good là mình sẽ được tặng kèm tới 9 món phụ kiện như thế này ạ. Wow, rất là thích luôn ạ. Mà phụ kiện đi kèm là đầy đủ, bao gồm các khay, các vỉ nướng, mắt thưa, mắt mâu, dạng rổ hay là dạng vỉ đều có luôn ạ. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là gì ạ? Tẩm ướp thực phẩm thôi, rồi sau đó mình sẽ cho vào bên trong cái nồi này. Còn lại là nồi sẽ làm hết ạ, từ những món như là bò bít tết này, hay là nguyên một con gà này, rồi cả một con cá hay vài con cá này. Thậm chí là mình có thể nướng hoặc chiên hoặc quay cùng một lúc rất nhiều món. Đặc biệt là nếu mình muốn nướng nha, một bữa tiệc hải sản nướng thì mình sẽ sử dụng hết tất cả các vỉ, các khay, các giỏ đi kèm với lại cái nồi này để mình có thể làm cùng một lúc 2 tầng, 3 tầng để mình ăn được nhiều hơn và mình phục vụ được cho một số lượng người nhiều hơn mà không cần phải chạy ra chạy vào nhiều. Bên cạnh đó mình còn có thể là sấy trái cây rau củ này, mình cũng có thể là làm bánh này, rồi mình cũng có thể là sấy khô lại, hâm nóng lại thực phẩm nữa, đúng không nào? Vâng ạ, và giờ đây ha thì gian bếp của mình trông không chỉ là tiện lợi hơn, hiện đại hơn mà còn tiết kiệm nhiều thời gian, tiết kiệm nhiều điện năng hơn nữa. Vì sao? Bởi vì cái việc á mà mỗi lần mình sử dụng cái nồi thế hệ cũ quý vị, nó khi mà mình chuẩn bị món ăn, mình nướng hay là mình chiên không dầu bên trong á, mình không có canh trở được thời gian thì mình cứ phải mở ra, đúng không ạ? Nó hao tốn đi cái nhiệt lượng cũng như là dẫn đến cái việc là hao tốn điện năng. Còn đối với thế hệ mới này, mình có rất là nhiều cái tính năng tiện lợi hơn, là gì? Chiếu sáng đèn bên trong nè, và cái mặt ngoài là bằng kính cho mình dễ dàng quan sát được. Vậy thì á, quý vị ơi, còn chần chừ gì nữa mà không gọi ngay đến số hotline đi nào. Bởi vì ở bên trong của chúng ta sẽ có thiết kế, đó là bằng inox,
nên là sẽ không có những cái tình trạng là gì hạn chế rỉ sét cho mình nè. Và khi mà mình vệ sinh nó cũng dễ dàng hơn nữa. Ví dụ như băng bắn dầu mỡ đúng không ạ? Mình không cần phải lấy ra rửa đâu, mà chỉ cần lấy một cái khăn ướt lau sơ thôi là đã sạch sẽ rồi. Cả gia đình của mình muốn ăn hải sản có hải sản, muốn ăn cá có cá, muốn ăn tôm có tôm ha, muốn ăn bánh có bánh. Vì sao ạ? Bởi vì dung tích lên đến là 14,5 lít, chuẩn bị được thật là nhiều các món ăn ngon cho gia đình của mình mà không cần phải chờ đợi quá lâu. Đó, các thành viên trong gia đình bây giờ mỗi người thích một món, mình đều có thể chế biến được nha các cô chú anh chị. Và ngày hôm nay, sản phẩm cao cấp cho không gian bếp sang trọng hơn với chiếc nồi chiên không dầu thế hệ mới của thương hiệu Too Good ạ. Bản điều khiển là tiếng Việt, màn hình cảm ứng siêu nhạy, dễ sử dụng đối với kể cả là người lớn tuổi luôn ạ. Mọi chi tiết tiếp xúc với thực thấy là bây giờ xu hướng mà nấu nướng của mỗi gia đình ngoài cái chuyện là ngon ra còn phải đạt được cái độ đẹp nữa đúng không ạ? Mình bày cái gì ở trong gian bếp của mình mà tạo cho mình nhiều cảm hứng thì rõ ràng là cái phụ kiện đấy phải thật là đẹp, phải thật là sang. Chính xác ạ. Và Too Good thực sự phải nói là cực kỳ tâm lý. Khi mà có những cái sản phẩm gia dụng, đặc biệt là những chiếc nồi chiên không dầu, thế hệ cũ hay thế hệ mới đều đáp ứng được nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, rõ ràng nó mới, nó phải có nhiều cải tiến hơn. Cải tiến ở rất nhiều thứ, từ hình dáng, từ cái cách mình quan sát, từ cái bảng điều khiển bằng tiếng Việt, và đặc biệt là gì ạ? Dung tích nhiều hơn rất nhiều. Quan trọng là chúng ta còn có thể là chiên, nướng, quay cùng một lúc luôn trong một cái nồi này luôn. Wow. Cả một con cá to luôn nha quý vị nha. Con cá to đẹp không ạ? Quá đẹp luôn, còn nguyên hình hài xinh đẹp của con cá luôn, màu vàng nhuộm đẹp ơi là đẹp luôn. Ây da, nó đang rất là nóng nha các cô chú ơi. Wow, và đây chúng ta sẽ thấy đây chính là cái con cá thứ hai đây ạ. Con cá thứ hai của chúng ta đây.
Trời ơi, cái con này còn to. Con này to nặng quá. Dạ, to ơi là to luôn rồi. Đó, cùng một lúc luôn ạ, chúng ta làm được hai con cá phải nói là to cực kỳ luôn như thế này. Mà trước đây thế hệ cũ nướng được như này đúng không ạ? Cũng được. Nhưng mình sẽ phải chọn con cá xinh xinh hơn. Rồi mình cho vào kia thì mình cũng đâu có nhìn được lúc nào nó sống, lúc nào nó chín. Rồi mình cũng không thể nào mà làm được cùng một lúc nhiều này. Đó. Dạ, chính xác luôn ạ. Đối với cái nồi chiên cong dòng mà thế hệ cũ ở nhà mình đang có hay như bây giờ thì Ngân đang sở hữu cái này ha. Thì chắc là nhiều lắm á, là mình sẽ nướng được một con cá. Lấy cái con cá vô con thôi. Con cá mà nếu có bỏ vừa thì nó cũng hơi phải cong cong một tí xíu đó. Chính xác luôn chị Hương ơi. Nhưng mà hai con là khó nha. Dạ hai con là chắc không hai con quá. Là vừa rồi đó. Cái con này mà em thấy là nó còn phải cong cong thế này. Em sợ là nếu như từ đầu mình nướng thì nó sẽ dễ là bị gãy cái khúc đuôi nè, hay là khúc đầu nè. Với lại có một cái nữa em thấy thích á, là mình có thể là vừa quan sát được không chỉ là ở cái phần mặt kính mà mình còn có thể là xem cái phần đèn bên trong mình bấm lên ha, là mình thấy rõ được nè. Nhiều ưu điểm quá là mình lựa chọn được nhiệt trên, nhiệt dưới á. Cho nên là nó sẽ có thể là chín đều hơn. Và đặc biệt là có nhiều phụ kiện để mình làm được những cái món ăn, những cái thực phẩm sao cho nó phù hợp nhất với gia đình của mình nè. Đây là có cái gì mới, mình phải cập nhật liền. Mà đây là một trong những cái phiên bản phải nói là được yêu thích khi lần đầu tiên tung ra VTV Hyundai ngay lúc này. Ở khoảng thời gian đầu thôi là đã có rất nhiều cuộc gọi gọi đến hỏi rồi. Hỏi xem là ô, thế mua cái này bây giờ mà ví dụ xịn như thế, hỏng hóc gì thì bảo hành thế nào, phải mang trở lại VTV Hyundai hay là sao? Dạ không ạ, các cô chú ơi, chúng ta có được một cái lợi thế mà chỉ có True Good mới có thôi. Đó chính là những cái đơn vị bảo hành rải rác khắp 63 tỉnh thành. Cô chú mua cái nồi chiên không dầu của True Good này về, mình cần bảo hành cái gì, lỗi kỹ thuật nha, thì mình có thể gọi điện các kỹ thuật viên ở các nơi trong 63 tỉnh thành sẽ có thể là sao đến tận nhà các cô chú anh chị luôn để mà lấy cái nồi này xem nó hỏng hóc kỹ thuật ở chỗ nào, tức là sẽ bảo hành khi có lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất nhá. Bây giờ đây, lúc nãy là mình nướng, còn bây giờ là mình đang quay, và quay không phải là một xiên quay con gà mà là nhiều xiên để quay thịt xiên nướng rau củ. Wow. Bộ xiên này là mình cũng được có luôn trong cái nồi chiên không dầu này đấy quý vị. Yeah. Không cần phải đi mua. Đó, bây giờ mình mở ra nha. Này, wow. Trời ơi, vừa mới mở ra thôi là ngập tràn hương thơm. Và đặc biệt anh ơi còn làm bánh được đấy. Dạ chính xác ạ, hồi nãy thì chắc là quý vị cũng xem trên cái phần video của quý vị, là ngoài cái chức năng là quay ha và nướng ra nè, thì mình còn có thể làm bánh. Và bánh ở đây là gì? Dạ bánh bông lan. Dạ chắc cho Thiên Ân cái bao sẽ... tay đi kèm luôn đó. Đây, mình có cái bao tay đi kèm luôn ạ. Rồi thì Thiên Ân sẽ lấy cái phần bánh này ra nha, tại vì cái này nó hơi nóng quý vị ơi. Hay quý vị nhìn giúp Thiên Ân nè. Trời ơi, cả một cái bánh của mình ha, rất là thơm ngon nha quý vị. Dạ, cái này là mặt dưới thôi. Bây giờ thì mình sẽ ụp lên trên cái dĩa. Thì chắc là Thiên Ân sẽ lấy luôn cái phần bao tay còn lại. Dạ vì sao? Cái này mình được tặng mà. Để làm được cái bánh bông lan nó bồng bềnh, nó núng nính như thế này, phải nói là nhờ cái lò này đấy ạ. Dạ mà không chỉ có thể là làm bánh như thế này đâu quý vị ơi, mình còn có thể làm bánh quy nữa. Mà cái việc mà làm bánh bông lan, bánh quy nha, làm sao để biết được nhiệt độ này, làm sao để canh được thời gian, dạ dễ lắm. Thiên Ân không có hay vô bếp, nhưng mà ở đây nó có cái chức năng, nó có cái chế độ sẵn đó quý vị. Thì nó sẽ cài đặt luôn cho mình là nhiệt độ và thời gian luôn. Khi nào mình thấy là cái bánh của mình nè, nó cần thêm một xíu nhiệt độ nữa, dạ cũng không sao, mình có thể lựa chọn tùy chỉnh mà, thêm một xíu nhiệt, thêm một xíu thời gian đều được. Đó, những cái mẫu bánh mì ha, hay là bây giờ chúng ta còn có thể làm được bánh quy nữa, cho tất cả vào mỗi cái mỗi vị. Quý vị thấy thì cái khay bánh này là không có tặng kèm nè, mình phải chuẩn bị riêng. Nhưng mà giống như là chị Linh Hương có nói là mặc dù á, phụ kiện ở đây là inox hoàn toàn, mình muốn luôn á, cái bánh của mình nó không có bị dính á, thì mình chuẩn bị luôn cái khay nướng mà inox luôn. Đó quý vị nhìn nè, thơm ngon từ bên ngoài cho đến bên trong chín đều luôn ạ. Đây, cái này là hình như là làm bánh quy này đúng không chị? Bánh cookie, bánh quy, rồi các loại bánh bông lan, cupcake đều có thể làm được ạ. Mà cái này á, nói thật là các cô chú ơi, mình mua về á, nhiều khi á, có những mẹ bỉm sữa là còn bán bánh được luôn đấy ạ. Tại vì nó chẳng khác gì một cái lò nướng cả, mà nó còn gọn gàng hơn cả một cái lò nướng chuyên nghiệp cơ. Mà nhiệt độ này, rồi mọi thứ đều rất là chuẩn luôn. 14,5 lít cơ mà. Mô hình gia đình là mình sử dụng cực kỳ hợp lý rồi. Rất nhiều cải tiến, và cải tiến phải nói là cao cấp hơn nhiều so với thế hệ cũ.
Đầu tiên phải nói đến cái dung tích lớn hơn hẳn 14,5 lít cơ mà. Thứ hai là mình sẽ thấy có cái cửa kính để mình quan sát thực phẩm từ bên ngoài. Thứ ba là thay vì chỉ nướng được một tầng hình tròn hay hình vuông gì đấy trong cái lòng nồi cũ trước đây, thì bây giờ mình có thể nướng được 2-3 tầng và lại còn có đầy đủ phụ kiện đi kèm mà hoàn toàn bằng inox chứ không phải là quét lớp chống dính như là những cái sản phẩm thế hệ cũ trước đây đâu ạ. Và chúng ta thấy đấy, khi mà mình có thể vừa nướng bánh, vừa nướng thực phẩm, thịt cá, rau củ, rồi lại còn xiên que, rồi quay, tất tần tật mọi thứ, món gì mình nghĩ ra trong đầu, mình học được ở trên mạng, mình tham khảo được của các đầu bếp nổi tiếng Á Âu, mình đều có thể làm được với cái nồi chiên không dầu 14,5 lít bản cao cấp của Too Good. Lần đầu tiên xuất hiện trên VTV Hyundai, thực sự mà nói ạ, những người thực hiện chương trình không phải là muốn cô chú nghĩ tới việc là mua cái nồi chiên không dầu này, mà ở đây là mình mua cái gì ạ? Mình mua sự tiện dụng. Mình mua một lần nhưng mình dùng cả đời với rất nhiều những món ăn ngon do các cô, các mẹ có thể sáng tạo. Phụ kiện đi kèm nhiều như thế này cơ mà. Và đây chính là một sản phẩm của thế hệ mới đúng không nào? Vâng ạ, cùng với đó là bộ dụng cụ bếp đi kèm chế biến đa dạng món hơn. Quay, đúc lò, chiên, nướng hay là sấy. Thao tác thì dễ dàng, món ăn thơm, ngon, tròn vị ạ. Mình còn có màn hình cảm ứng tiện lợi nè, chọn chế độ cài đặt sẵn ha. Nắp trong suốt để cho chúng ta dễ dàng quan sát được thực phẩm khi mà mình chế biến. Và mình còn có chế độ chống quá nhiệt cũng như là tự ngắt, nên là an toàn hơn cho chúng ta khi sử dụng ạ. Quý vị biết đấy, cái nồi chiên không dầu này mình gọi là cái nồi chiên không dầu, nhưng mà dung tích nó 14,5 lít cho nên nó còn thay thế luôn cả một cái lò nướng của nhà mình nữa, để mình có thể làm sao không tốn nhiều dầu này, ăn uống không hại sức khỏe này, không lo văng bắn dầu mỡ trong quá trình chế biến thực phẩm này, không lo ám mùi này, lại còn không sợ phỏng, không lo cháy khét, và đặc biệt là không mất thời gian. Dạ rồi ạ, vậy thì còn chừng chờ gì mà không gọi ngay đến số hotline để mình mua ngay sự tiện lợi hơn cho cả gia đình của mình. Với bảng điều khiển tiếng Việt thì đây chính là một điểm cộng rất rất lớn. Bởi vì sao ạ? Nếu mình mua quà về tặng cho mẹ của mình ha, thì người lớn tuổi á quý vị, đọc cái bảng điều khiển này cũng dễ hơn. An toàn cho sức khỏe nè, bền vĩ với thời gian, sang trọng và đẹp mắt. Với mọi chi tiết tiếp xúc với thực phẩm bên trong đều làm từ inox cao cấp. Và bên cạnh đó thì những món phụ kiện kèm theo cũng là từ inox luôn nha quý vị nha. Với thế hệ mới này của chiếc nồi chiên không dầu thương hiệu Too Good thì sẽ tích hợp tới 16 chức năng, trong đó nổi bật nhất ở đây là tới 6 cái nhất lận ạ. Quay gà nguyên con 360 độ nè, nướng bánh nhiều tầng, chiên không dầu, chiên quay hay là nướng 360 độ, sấy được cả hoa quả và lồng chiên tự đảo 360 độ luôn ạ. Dung tích 14,5 lít và công suất là 1.700W. Wow, chế độ nhiệt thì là nhiệt kép luôn ạ, mình có thể tùy chỉnh nhá. Một nhiệt cũng được, tức là mình thích nướng mặt trên không thôi. Hoặc là chế độ hai nhiệt thì mình sẽ lấy luôn cả nhiệt ở dưới. Và mình cũng có thể lấy nguồn nhiệt kép. Thực phẩm chín đều không cần lật trở. Đây chính là chiếc nồi chiên không dầu dung tích lớn nhất trên VTV Hyundai từ trước tới giờ luôn. Đây chính là chiếc nồi chiên 14,5 lít, mức giá là 4.190.000 đồng, đã được giảm rất nhiều rồi ạ. Và phụ kiện này quà tặng đi kèm rất thiết thực với bộ sản phẩm này. Và nếu như các cô chú anh chị cảm thấy gian bếp nhà mình cần một sự hiện đại, tiện lợi và an toàn, thì Too Good và dòng nồi chiên này chính là lựa chọn rất hoàn hảo đấy ạ. Chính xác ạ. Và các cô chú anh chị ơi, ngay bây giờ còn chừng chờ gì nữa mà không gọi ngay đến số hotline của VTV Hyundai. Bởi vì chúng ta ngoài 7 món phụ kiện có sẵn được kèm theo với nồi chiên không dầu Too Good ha, thì trong chương trình này mình được giảm liền tay là 700.000 đồng. Và còn có thêm một đôi bao tay và thêm một khay nướng nữa. Vậy là tổng quà tặng cũng như phụ kiện kèm theo là bao nhiêu ạ? 9 món nha quý vị. Bảo hành 12 tháng và một đổi một trong vòng 7 ngày nếu như là bị lỗi kỹ thuật. Thì xin chúc mừng các cô chú anh chị nào đã gọi điện và sở hữu đặt hàng thành công nồi chiên không dầu thế hệ mới của Too Good ạ. Và nếu như bây giờ mà máy bận thì thông cảm cho tụi con chút xíu, cứ tranh thủ gọi nha, sẽ để thêm 1-2 phút cho các cô chú ạ. Chúc chúng ta sẽ có những món ăn thật ngon, một gian bếp thật hiện đại, sạch sẽ và an toàn với Too Good nhé. Xin chào và hẹn gặp lại những sản phẩm kế tiếp ạ.